Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Vỗ tay quý vị. Cái gì vậy? Chủ gì vậy? Từ từ, một xô ca nhạc. Chị bị kích động quá vậy? Ủa, Thành Vũ Trường rồi hả? Từ mắt vóng trên từng trường sơn, hai đứa ở hai đầu xa thầm. Đường xa chân, mùa này đẹp lắm. Trường sơn đông nhớ trường sơn tây. Trường sơn đông nhớ trường sơn tây. Trường sơn tây anh đi, thương em. Thương em bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gáo. Mũi bay xin ra cho dài mà tay áo. Hết sâu rồi anh có lấy măng không? Còn anh thương bên ấy em mùa đông. Lúa kê càng bướm mây liền đá. Biết lòng anh xây liền đất lạ. Là chắc em lo đường chắn âm thu. Anh lên xe cho đổ cơn mưa. Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em thương nuôi đang về rực rỡ. Cái nhành cây gạt mỗi riêng tư. Từ nơi anh sang bên đời em. Những binh đoàn nối nhau ra thuyền kiếm. Như tình yêu nói lời vô tận. Là đông Trường Sơn ơi. Tây Trường Sơn. Rồi, quá rồi, em ngồi đi. À, vậy là anh hiểu biết làm nghề gì rồi đó. Đàn trai thấy không khí ghê không? Dạ. Thôi vậy em giới thiệu trước luôn đi. Dạ em tên là Trần Ngọc Hưng ạ. Gia đình em đã nhập cư vào Bình Dương. Nghề nghiệp của em hiện tại thì em đang quản lý một công ty nhỏ bên lĩnh vực quảng cáo và trang trí nội thất. Còn này vụ gì? Dạ, cái này là cái đam mê của em. Trời ơi, vậy nay tôi tưởng đâu bán kẹo kéo. Làm hết hồn. Rồi, xin mời đàn gái. Rồi, mời em gái giới thiệu. À, dạ em xin chào và tất cả mọi người và hai MC ạ. À, em tên là Lê Thị Nguyên Anh, năm nay em 23 tuổi. À, hiện tại em đang sống và làm việc ở Thủ Đức. Quê của em ở Tiền Giang, công việc hiện tại của em là lễ tân và phụ tá nha khoa. Ồ, nhưng mà hồi nãy giờ cái ấn tượng đầu tiên của em dành cho cái anh chàng bên kia là như thế nào? À, thấy vui không em? Dạ, em thấy hơi thích. Thích rồi ha. Rồi, giờ ưu điểm, khuyết điểm của em là gì nè? À, dạ, ưu điểm của em thì nấu ăn cũng được, là người sống tình cảm. Khuyết điểm của em thì em cũng hơi nóng tính. Có chơi thể dục thể thao gì không mà đô đó chị? Dạ, em học võ taekwondo cũng nhiều năm ạ. Vậy hả, đai gì? Dạ, em đai đen rồi ạ. Đai đen. Bên nghe. Kia nha, đừng có giỡn nha. Nghe thấy lạnh xương sống rồi đó. Đừng có giỡn nha. Em có võ gì không em trai? Bây giờ thì em nói nó không được tròn tiếng như lúc ban đầu rồi. Sợ quá đúng không? Dạ vâng. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm thì em rất là thích tham gia cái công tác xã hội, ví dụ như từ thiện. Còn về khuyết điểm của em không có định hướng về phía xa hơn một xíu. Không có định hướng. Bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Gần đây cũng một năm. Em cũng có quen nhưng mà quen có một ngày. Không quen nữa. Quen bao nhiêu? Một ngày. Trời ơi, tôi mới quen thấy tình yêu có một ngày đó. Rồi vậy là cũng chưa có gì sâu đậm hết trơn á. Bên kia làm sao? Em có hai mối tình. Hai mối tình. Khắc cốt ghi tâm đó ha. Vâng ạ, bây giờ nó cũng phai nhòa rồi thì với lên đây. Rồi, vấn đề chỗ là chúng ta bắt đầu làm lại như thế nào với cái tương lai của mình ha. Dạ vâng. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Dạ em thích một người sống tình cảm, công việc ổn định, chung thủy, chân thành. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Nhậu quá nhiều. Em không có nhậu được ạ. Một cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Bạn ý cao khoảng 1m60 đổ xuống là được rồi. 60 trở lên, 60 trở lên. Tóc tai. Tóc thì tất cả các màu em đều thích hợp. Riêng về cái vấn đề làm đẹp thì em rất là ủng hộ. Ngoại hình đậm người ạ. Đậm tức là đen á, thấy không? Dạ, đậm là người to to á. Bạn xem cái to từ cái nào. Đậm là sao? À, chào em gái, rất đậm. Ồ, xin á, anh bên trai bên đây á là rất là năng động, biết cách làm ăn có. Em có ích kỷ không? Dạ không ạ. Có bảo thủ không? Dạ không. Không, người này dễ thương lắm. Nhưng mà đai đen nha.
Em nhỏ nhắn như thế này thì nếu như bạn ấy đài đen thì rất hợp với em lắm, cô ấy sẽ bảo vệ em. Phải không? Sao cái mong manh quá vậy? Ủa khi nào mình kết hôn được à, em? Em đang rất là muốn kết hôn. Có nghĩa là bây giờ chỉ chờ là tìm đúng người là kết hôn thôi, còn đúng, thời gian là không quan trọng. Đúng nào rồi, cũng được. Vâng, em đã sẵn sàng. Mình là sẽ lập nghiệp ở đâu? Tại Bình Dương ạ. Lúc đang hẹn hò thì bây giờ cổ ở Thủ Đức, thì em nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được bao nhiêu buổi? À, em chủ động được thời gian ạ. À, bạn muốn là sẽ được. Có mới nói nha, muốn là sẽ được. Dạ vâng. Em năm nay 23 tuổi, à, thì không biết là gia đình mình đã muốn tiến cho mình gả mình đi chưa? Dạ, cha mẹ em cũng bắt đầu hối hối. Hối rồi hả? Chàng dạ. Tay gả sớm phải không? Em thích người cao thấp mập ốm như thế nào? Đừng gầy quá là được. Đừng gầy quá. Cao hơn em. Em cao 1m63 rồi. Không, bên đây cao nhiêu? Em cao 1m70 ạ. À, thôi cũng được. Gầy thì mình nuôi. Mình nuôi từ từ nó mập. Em đâu có sao đâu. À, thực tế là em không phải là người gầy. Mà cái khuôn của em nhỏ. Thế với lại một cái điều mà rất quan trọng là để chứng minh cái sức mạnh của em. Đó là nhà em 5 anh em. Sao? 73, 75, 77, 80. Và em là 88. À, bố mẹ em đã đặt vòng. À. Và em trong cái 8 năm đó thì em vẫn lên lối ra được. Khi bố mẹ đã đặt vòng thì anh biết là em khỏe mạnh từ trong tim. À, coi như là bất chấp luôn. Chứ không phải là ra ngoài em mới khỏe như thế này. Thầy giỏi nha. Rồi bây giờ hôm nay mình đi người thân không em? Mình đi với dạ, ai? Dạ em đi với ba mẹ và hai bạn của em ạ. Dạ chào cô chú. Kính thưa chương trình, thưa anh Quyền Linh và chị Cát Tường và các bạn trong trường quay. Tôi là đại diện cho cháu Quyền Anh, mẹ cha của Quyền Anh. Thì thấy bên đàn trai cũng được. Cảm ơn. Vui vẻ, hòa đồng và cũng cao ráo. Chính chào chương trình, chính chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Tôi là mẹ của Quyền Anh. Con gái, mẹ thấy cậu này vui vẻ, dễ thương. Cho mình cơ hội, cũng như là cho hai đứa cơ hội để tiến tới. Rồi, cảm ơn cô chú. Hay là... Rồi, em đi với ai? Hôm nay em đi đại gia đình em. À, đâu đại gia đình với đàn trai đâu, đưa tay lên nào. Ồ, oh, wow. Bố mẹ anh ruột, chị dâu. Chào cô. Chào Quyền Linh và Cát Tường ạ. Và tất cả khán giả hôm nay có mặt tại đây ạ. Dạ. Như tôi là người mẹ thế thì tôi thấy người con gái như thế là đạt được chuẩn, là đảm bảo. Mà mong nhất là hai con yêu thương được nhau, về chỉ hiểu nhau mà sống và thương nhau, mà sống thật thà, tình cảm chân thật với nhau. Thế là chúng tôi mừng. Dạ. Tôi cảm ơn chương trình. Dạ. Cảm ơn cô nhiều ạ. Cảm ơn cô. Tức là sẽ kéo mở rào ra để cho hai bên gặp mặt rồi mình quyết định nha. Rồi mở rào. Rồi bắt đầu đi em trai. Ngày đầu gặp mặt anh có món quà tặng em. Dạ em cũng có món quà gửi anh ạ. Anh cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? Lúc ở bên này thì anh cũng không hình dung ra như thế nào. Anh cứ tưởng tượng em phải là bự lắm cơ. Nhưng mà như này thì anh nghĩ là đẹp rồi. À, khuôn mặt rất là bầu vì là bị bầu bì. Trời đất ơi. Bầu bì. Chưa gì bì đã bầu rồi. Mới chưa gì bầu bì rồi. À, gương mặt bì... bầu bỉnh. Bầu bỉnh dễ thương. À, bầu bỉnh với bầu bì khác nha. Là. À, còn cái quà gì để tặng cho bạn gái luôn kìa. Xin phép chương trình. Đi đâu nữa? Trời ơi. Kìa. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi lo tới mức vậy luôn. Cái kệ do công ty anh làm, tính chính tay anh làm. Cái này thì em có thể để sách vở hay đồ trang điểm. Cảm ơn anh ạ. Anh gửi em. Em ăn cay lắm, nhưng mà giờ hiện tại em chưa bỏ được. Nếu mà quen anh có bắt em bỏ không? Rất là đơn giản thôi mà, một bữa ăn thì em có thể bỏ một phần ớt thôi, còn phần để lại để anh. Mà không thì em ăn hết anh cũng được. Em có muốn lập gia đình chưa? Em nghĩ lập gia đình á, thì không phụ thuộc hẳn vào người con gái, mà là người đàn ông của cô ấy. Nếu mà người đàn ông của cô ấy cho cô ấy đủ bình yên, an toàn và yêu thương thì chắc chắn người đó sẽ đồng ý. Anh hỏi em muốn chưa, chứ anh chưa nói là anh thể hiện như nào. Tất nhiên là anh phải tốt là em không, ví dụ nhưng mà em muốn nhưng mà người đàn ông của em không tốt không ấy thì nhưng mà anh đang muốn em cơ mà, anh nói là anh đang muốn cưới em thì bây giờ
anh làm thế nào để cưới được em? Và thế em đã anh... xác định cưới anh chưa? Ví dụ là như vậy. Thế bây giờ anh có muốn cưới chưa? Anh rất là muốn rồi mà. Muốn cưới em chưa? À, anh đang hỏi là anh muốn cưới em rồi đấy. Dạ. Vậy thì em sẽ coi coi anh thể hiện như thế nào. Nếu mà anh thể hiện ok thì chắc chắn em đồng ý. Em vẫn chưa trả lời là muốn chưa. Muốn rồi, à, muốn rồi mới lên đây ạ. Rồi, quan trọng là em đó. Rồi, chúng ta hãy chứng minh bằng những cái gì nó diễn ra sự thật. Và nếu như bạn gái tin tưởng vào điều đó thì tôi nghĩ rằng hôn nhân sẽ đến rất là sớm ha. Rồi, mình đặt tay nút bấm đi các bạn. Đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình. Từ nãy giờ chúng ta cũng đã có được một cái thời gian để trò chuyện, để hiểu nhau một phần nào. Quyết định là ở hai bạn và bấm nút là để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. À, bắt đầu từ bây giờ các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Và chúng ta không thể thiếu nụ hôn đầu tiên để chứng minh cái điều mà nãy giờ chúng ta nói thật. À, xin phép hai bác với gia đình cho con thấy cái tình cảm ban đầu của mình với em. Tự nhiên thì con đó chưa. Đây. Rồi, hello Nghĩa ha, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình ha, gồm họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán. Mình chủ động mình chia sẻ hết về bản thân mình đang có mong muốn như thế nào khi mình tham gia chương trình Bóng Hẹn Hò nha. Dạ, em tên Đặng Nguyễn Minh Nghĩa, sinh năm ngày 10 tháng 4 năm 94. Quê em ở Cần Đước, Long An. Nghề nghiệp em là cơ khí. Thì mong muốn là tìm được bạn cỡ tầm tuổi, càng tốt, phù hợp, có chí hướng làm ăn là được. Ồ, em làm cơ khí là em đi làm cho công ty hay là em mở xưởng ở nhà? Dạ, em làm cho công ty ạ. Công ty nào em? Ở Long An luôn hả? Dạ, ở Long An luôn, ở gần nhà luôn. Ừ, thu nhập một tháng của mình là khoảng bao nhiêu? Dạ là khoảng 7 đến 8 triệu. Ừ. Nhưng mà em sẽ làm cái gì ở cái công ty này, ví dụ như là làm cơ khí, nhưng mà cái vị trí chuyên môn của em thì em làm về cái gì? À, em về bên chuyên về bên gia công, bên tiện á, tiện phay. Ừ. Chuyên tiện đúng không? Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì Nghĩa? À, điểm mạnh thì em nhanh nhẹn, biết suy nghĩ nhiều. Có thể làm được việc nặng, tháo giác. Còn điểm yếu là em dễ nóng tính. Khi nóng tính thì cũng khó mà quyết định được cái công việc, cái hướng giải quyết của công việc phía trước. Vậy lúc em nóng lên mà em không có cái hướng để giải quyết cái sự nóng của mình thì em thường làm gì? Thì đi uống cà phê với bạn, rồi khi hết nóng tính rồi sẽ giải quyết công việc. Dạ. Tức là em kiềm chế cơn nóng tính của mình bằng việc là đi chơi với bạn bè. Dạ đúng rồi. Ừ, chứ không đập đồ nữa thì. Dạ không ạ. Có bao giờ đập đồ chưa? Dạ chưa. Mà thường là em nóng với lại người nhà hay là em nóng với ai? Nóng với công việc thôi. Đa phần là công việc chứ gia đình thì hầu như là không. Ok. Tình trường em có mấy mối tình rồi Nghĩa? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình rồi. Được bao nhiêu lâu, tại sao chia tay? Được khoảng một năm rưỡi. Chia tay là tại vì người ta thấy nhà em không hợp á, rồi hai bên im lặng rồi chia tay luôn. Nhà em không hợp là do hoàn cảnh nhà em không môn đăng hộ đối hả? Dạ đúng rồi, do hoàn cảnh nhà em mà bên kia thấy bên nhà em gia cảnh khó khăn á, cho nên người ta rút lui. Nhà em có mấy anh chị em? Nhà em có hai chị em. Em có chị, em út. Chị gái em là lập gia đình chưa? Chị gái em lập gia đình rồi. Rồi em là con út đúng không? Dạ đúng, em có út. Là mai mốt lấy vợ về là sống chung với lại ba mẹ? Dạ sống chung với ba mẹ, cũng có thể là ở riêng. Không bắt buộc phải làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Và mối tình đó là cách đây bao lâu rồi em? Đã đây khoảng 3 năm rồi chị.
bé 3 năm nay rồi. Dạ. Rồi bây giờ chia sẻ kỹ hơn về mẫu người của em đi. Tuổi tác, ngoại hình, quê quán, rồi công việc như thế nào? Tuổi tác thì trầm chạc tỉnh tuổi em hoặc nhỏ hơn em cũng được. Không có suy lịch nhiều tuổi quá. Còn quê thì càng gần càng tốt. Nghề nghiệp không quan trọng về nghề nghiệp gì, chỉ có chí hướng làm ăn là được. Biết tôn trọng người đối diện và biết lễ phép với người lớn. Ngoại hình như sao? Em cao mét bao nhiêu? Em 1m63. Thì cỡ tầm em hoặc lùn hơn cũng được, không sao. Có da có thịt xíu thì càng tốt. Có da có thịt. Ok. Rồi ví dụ như bạn gái ở một tỉnh khác thì em có đến tỉnh của bạn gái để sinh sống được không, nếu như bạn gái không chấp nhận về Long An? Cái đó thì có thể bàn bạc lại được. Bàn bạc lại được, nhưng mà không ấy hả? Ba mình là con út và ba mẹ cũng không bắt buộc là phải ở gần ba mẹ hả? Thì ở đâu cũng được, nhưng mà ở càng gần càng tốt thì tiện lợi cho gia đình. Khi mình có việc ốm đau bệnh tật đoàn. Rồi ok, em có năng khiếu tài lẻ gì không Nghĩa? Dạ không. Không có năng khiếu tài lẻ gì hết hả? Dạ. Ok, rồi cảm ơn Nghĩa nhiều ha. Có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ, trước khi mình ghi hình thì sẽ có biên tập làm việc với em kỹ hơn nha. Rồi, hello em ha. Em giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi. Họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán nha. Đây mà hơi yếu. Chị nói lại chị mà hơi yếu á. Rồi giới thiệu về họ tên, tuổi, công việc, quê quán, nơi ở hiện tại của em đi. Em tên Bình, em ở Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương. Gì Bình quê em? Quê gốc của em, dạ, quê gốc em thì ở Thanh Hóa kia. Tên đầy đủ của em là gì Bình? Lê Văn Bình. Lê Văn Bình. Dạ. Sinh năm bao nhiêu Bình? Em sinh năm 94 ạ. 1994, rồi quê Thanh Hóa đúng không? Dạ. Đang sống tại Bình Dương. Dạ. Rồi đang làm công việc gì em? Em mở cửa hàng điện nước ạ. Thi công cung cấp bán đồ điện nước á. Rồi thi công điện nước luôn. Thế đây là của em luôn hả? Đúng là của em hết. Gia đình em là ở Thanh Hóa hay là ở Bình Dương? Gia đình ở ngoài quê cả, ở Thanh Hóa cả. Cái này có mình em thôi hả? Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì Bình? Em thì em sống tự lập được. Nó làm gì cũng được hết á. Có những cái điểm mạnh gì khác không? Cái tự lập về các bạn đi làm ở những nơi xa quê thì bạn nào cũng tự lập hết rồi. Mình có cái điểm mạnh nào khác mà mình nghĩ rằng các bạn gái sẽ thích mình không? Em thì nói chung là dễ tính ha. Ai nói sao cũng được. Trong đấy thì bây giờ nhà cửa rồi kinh tế của em nó như thế nào? Ổn định chưa? Em nhà cửa đất đai thì không ổn định rồi chị. Là mua đất mua nhà ở Bình Dương hết rồi hả? Lo để cho gia đình ra. Có xe chưa? Em thì có xe máy, xe ô tô thì có xe riêng hết. Xe gì ạ? Sao chị? Xe gì ạ? Em đi xe, nói chung là xe. Em mua cái xe để vừa đi chơi vừa chở đồ mà xe Jolly. Mitsubishi. Tại vì có nhà có xe rồi. Chở đồ điện nước á, cho nên là em mua cái xe thường thường là để chở đồ, mình chở đồ. Rồi có nhà có xe rồi đúng không? Rồi. Rồi tình trường của em thì sao Bình? Em thì cái ngày đi học, ngày sinh viên ấy, thì cũng quen cô gái ngoài quê á, thì nói chung là ba năm đi học và sinh viên thì là quen cô ấy cả. Đến lúc mình đi thực tập á, thì kiểu như là mình đi lâu cũng người ta ở nhà thì người ta có người khác á, người ta lấy chồng. Thế là em chỉ có một mối tình thôi. Là bao lâu rồi?
cách đây tầm 6 năm rồi. Rồi muốn tìm một bạn gái như thế nào? Thì nói chung là nhìn trước là được, với lại có công việc, cái dịch viện mà có thể làm tại nhà được, có tại vì là em ở nhà em mở cửa hàng thì có người ở nhà em đi làm bên công trình thì càng tốt. Rồi mô tả chi tiết về mẫu ngoại hình các thứ mà mong muốn đi. Với em thì ngoại hình thì không quan trọng lắm đó, vì được chứ, nói chung bình thường là được, đừng có mập quá, đừng mập quá là được. Rồi tuổi tác thì sao này? Tuổi thì em hy vọng là cô gái ấy là tuổi sinh năm 95, tuổi Hợi đó, chính là người tuổi Hợi, tại vì là em quen, ngày trước em quen người tuổi Tý thì bên gia đình ai cũng nói là mình không có hợp với người tuổi Tý, đi coi người ta nói không hợp không cưới được. Thì cố gắng quen được người tuổi Hợi càng tốt, người tuổi Hợi là hợp nhất trong gia đình rồi. Ai mấy mẹ rồi bà rồi mấy người phụ nữ toàn là tuổi Hợi không. Rồi quê quán các bạn gái thì sao? Bạn gái thì quê đâu cũng được. Ở gần em ơi, em chủ động em chia sẻ tiếp đi nha, đừng chờ bên bọn chị hỏi tốt. Rồi còn gì nữa không em? Còn yêu cầu gì nữa không? Vậy thôi. Ủa mà hy vọng đừng con gái nhìn tây là được. Với lại đừng con gái, gái là không phải là con gái có chồng có con rồi là được. Rồi được rồi, cảm ơn em nha. Nếu được chọn chương trình liên lạc lại cho mình sau ha. Dạ. Rồi cảm ơn em. Dạ.